3 tư thế ngủ mẹ bầu nên tránh. Nằm ngủ ở tư thế nào để không gây cảm giác khó chịu cho cơ thể và đảm bảo an toàn cho thai nhi? 1. Tránh nằm ngửa. Ở 3 tháng giữa của thai kỳ, thai phụ không nên nằm ngửa vì tư thế này sẽ làm tăng áp lực xuống phía sau của tử cung, làm giảm lượng máu dồn đến động mạch chủ. Do đó, tử cung sẽ bị thiếu máu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng và sự phát triển của bào thai trong bụng. Hơn nữa, tư thế nằm ngửa cũng khiến cho các chất độc hại khó được đào thải ra ngoài cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngoài ra, thai phụ có thể gặp phải các triệu chứng như đau thắt ngực, chóng mặt, tụt huyết áp, gây ngạt thai nhi và thậm chí tử vong. 2. Tránh nằm nghiêng về bên phải. Trước khi chào đời, thai nhi thường có xu hướng quay sang bên phải. Nếu thai phụ cũng nằm nghiêng sang bên phải thì tử cung cũng nghiêng sang bên phải nhiều hơn, gây xoắn vặn mạch máu trong tử cung. 3. Nằm sấp hoặc cụp xuống bàn. Khi đi làm, vì mệt mỏi nên nhiều bà bầu thường hay có thói quen nằm gục xuống bàn để chợp mắt một chút. Tuy nhiên, ít người biết rằng tư thế ngủ này sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của cả mẹ bầu và thai nhi trong bụng. Khi nằm sấp, chức năng hô hấp của phổi sẽ bị giảm, cơ thể sẽ bị thiếu oxy và cơ chế thải carbon dioxide cũng bị cản trở, gây áp lực cho em bé trong bụng, từ đó dẫn đến tình trạng trẻ bị thiếu oxy. Vì vậy, các mẹ bầu làm việc trong văn phòng cần hết sức lưu ý, hãy tìm cho mình một chiếc gối đặt sau ghế để có thể ngả lưng mỗi khi mệt mỏi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, tốt nhất là các mẹ bầu nên nằm nghiêng về phía bên trái vì những lý do sau. Nằm nghiêng sang trái, bạn sẽ không gây ra bất cứ lực ép nào cho tim, khiến tim hoạt động được bình thường. Giúp các bà bầu cũng dễ ngồi dậy và lực ép xuống vùng xương chậu khi trở mình cũng không quá nhiều. Giúp tăng lưu lượng máu đến tử cung và nhau thai, đảm bảo cung cấp oxy cho thai nhi. Giúp làm giãn tĩnh mạch chân để ngăn ngừa sự hình thành căn bệnh trĩ.